Xin chào bạn, tôi Tú Phan, hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Video này tôi sẽ nói thêm một số cái về cái bảng điều khiển cái hộp panel bên tay phải nè bạn. Một số cái hộp hộp thoại nó phụ nữa, nó hỗ trợ cho chúng ta nữa. Thì này tôi lít cho nó hiển thị ra nè. Thấy chưa? Một số cái hộp thoại phụ nữa. Thì cái một số hộp thoại này á, thì bạn có thể là bổ sung thêm bằng cách là bạn vào trong đây nè bạn. Bật thêm những cái này. Những hộp thoại phụ chúng ta như là những cái hộp thoại quan trọng thôi, như là line là canh lề nè, color màu, swap là bảng màu, change room là biến đổi. Nó còn thêm nhiều cái bên dưới nè, nhưng mà ta tìm hiểu một số cái quan trọng thôi. Một số cái liên quan tới phần web nữa, nhưng mà chúng ta không rành về cái phần lập trình, về cái phần mã code các bạn, code đâu nè, sửa lỗi nè, debug nè. Nó thư viện nè, thư viện này quan trọng nè. Rust là cọ vẽ cái cọ về thư, các loại cọ bạn đây nè. Đó, thì nói chung những cái bảng điều khiển phụ thì bạn hãy click vô đây để bật thêm. Thì đây một số cái quan trọng ta nói, một số cái quan trọng ta thường hay dùng thôi. Thì thứ nhất là routine thì các bạn đã biết quá rồi nè, từ đầu video giờ ta đã nói rồi. Thuộc tính mà có đối tượng ta đang chọn thì bao gồm là công cụ, đối tượng ta đang chọn frame là timeline dưới đây, chọn cái này. Hai là document. Trong document này thì sẵn đây ta nói luôn video trước, như tôi chưa nói các bạn kỹ phần này. Cái document là chúng ta tùy chỉnh về cái file của chúng ta. Thì bạn thấy xem cái file chúng ta là ở định dạng gì, độ rộng cao bao nhiêu, là cái độ rộng nè bạn, quyết nè. Đang là độ rộng HD 1280x720, độ rộng chiều cao, khóa tỷ lệ. Bạn thay đổi thì bạn cứ click vào đây và bạn nhập số lại. Full HD là 1920x1080. Nếu các bạn muốn sửa thì sửa nè, 1920x1080. Ok. Khóa cái tỷ lệ lại. Chọn màu nền, nếu mà đang màu trắng bạn không thích á, nhưng mà thường khuyến khích các bạn nên để màu trắng nó cho nó dễ nhìn. Bạn chọn màu khác cũng được, tùy các bạn. Ok, tôi thích màu trắng rồi. Rồi ok, không gì hết, những cái này lịch sử rồi. Còn sẵn đây tôi nói luôn là cái phần mà tùy chỉnh như này, nếu ban đầu các bạn có chỉnh rồi thì khỏi vô đây chỉnh. Bạn chỉnh cái phần mà cái file chúng ta thì bạn có file new nè. Trường hợp mà bạn mới ban đầu bạn mở file lên á, thì nó sẽ có một số cái mẫu để cho chúng ta chọn. Cái mẫu này nó tương tự như như bên Photoshop và Illustrator thôi bạn. Cái phần mà kích thước á thì bạn nó sẽ một số cái gỉ cho ta nè. Cái này là chuyên cho cái mẫu gỉ cho phần chuyển động, cho mạng xã hội, chơi game, giáo dục, quảng cáo, web hay là tùy chỉnh nâng cao. Khi bạn chọn thì đây nó sẽ ra những cái độ phân giải cho bạn chọn nè, HD, Full HD, 4K tiêu chuẩn nè. Các mạng xã hội thì nó liệt kê cho bạn phân loại theo Facebook, Twitter, YouTube, nên là 4K, Full HD. Thấy chưa, nó làm sẵn cho chúng ta hết rồi. Ta chỉ việc chọn cái mẫu có sẵn thôi. Thì tương ứng với bạn chọn cái nào thì đây nó sẽ chỉnh cho bạn cái kích thước, độ rộng, độ cao theo rồi cái độ phân giải, tỷ lệ khung hình nè, frame rate là tỷ lệ khung hình 30 khung hình trên giây. Thường chúng ta chuyển động thì cho nó ok, ít bị giật thì chúng ta sử dụng 30 các bạn. Bạn chỉnh 24 cũng được nhưng mà thường ta sử dụng 30. Còn cái nền tảng thì ta sử dụng chuyển động là Action Script 3.0. Nó có nhiều thứ khác nữa, chuyên cho bên web á, lập trình web đó. Thì bạn thấy bạn nào mà biết rành về cái đó, học trong trường lớp á, hướng dẫn về cái phần web, thì bạn hãy chọn những cái phần này. HTML5, ok, game này nè, giáo dục, quảng cáo. Thấy chưa, tùy theo cái phần. Những bạn mà làm banner mà quảng cáo á, thì qua những cái video sau đi, có thời gian ta sẽ hướng dẫn các bạn cái này, làm banner quảng cáo rồi đó. Thì chúng ta cũng làm từ đây thôi, sau đó chúng ta sẽ xuất ra video, hoặc là bạn nào là hiểu web thì xuất ra những cái mã code. Rồi ok, thấy chưa, bạn click và bạn tạo ra mới một cái trang mới trống thôi, một trang màu trắng như thế này, và có cái kích thước mà chúng ta tùy chỉnh. Còn không thì bạn lỡ bạn quên á, thì bạn vô đây chỉnh sửa sao cũng được. Rồi những cái hộp này thì ta nói một số cái hộp quan trọng ha, một số cái bảng điều khiển quan trọng như là màu sắc, color nè. Đó, đây là cái bảng màu tương tự như Photoshop, Illustrator. Thì ở trên đây là màu nền, ở đây là màu viền. Tôi xóa hết những cái này đi. Đây, bác sĩ tôi vẽ một cái gì đó thì tôi thấy bạn sẽ thấy đây nè. Ở đây là màu nền, đây là màu viền. Còn đây là không màu. Bạn đang chọn cái gì đó thì nó là không màu. Rồi màu solid color là màu đơn sắc, màu chuyển sắc nè bạn. Chuyển sắc theo dạng đường thẳng, theo dạng đường tròn, tương tự như Photoshop thôi bạn. Thấy chưa, tương tự như Photoshop thôi, không có nói nhiều nữa. Đây là sơn dạng đường tròn.
Đây là chọn màu. Ở đây là chọn màu theo hue nè. Tích hue nghĩa là thay đổi màu nè. Thấy chưa? Thay đổi màu. Bạn nào có biết Photoshop rồi thì biết, hoặc Illustrator rồi biết. Chọn màu thôi. Bên đây là màu tương saturation, đây là desaturation, đây là sáng, đây là tối. Rồi, còn đây quan trọng, đây có cái hơi ít các bạn biết, thì đây là cái phần alpha. Alpha tương tự như bên Photoshop, dùng từ opacity á, độ trong suốt á. Nếu bạn cho nó bằng 0 thì nó là không thấy gì hết. Nó là trong suốt. Như vậy thôi. Còn bạn tăng lên 100% là rõ nhất, nhìn cái màu dưới đây nè. Đây là màu chuyển sắc nên nó sẽ có hai màu. Bạn hãy thêm những màu mới là bằng cách là bạn lít vô đây, lít vô đây, thêm những màu mới. Rồi những cái này thì bạn quá quen với các bạn rồi. Bạn nào Photoshop, Illustrator, Corel đồ là quá rành nè. Rồi, đó là xong phần màu sắc. Màu swap, swap là cái bảng màu các bạn. Cái bảng màu mà các bạn dùng thì tự động nó sẽ lưu đây. Nhưng các bạn mà đang dùng trong cái giao diện bạn nè, hoặc là bạn hãy tự lưu ra mới, tự tạo mới lại lít vô đây nè, tạo mới. Khi mà các bạn chọn ra màu đây nè, các bạn muốn lưu vô đó thì bạn nhắc cái chữ này Add to Swap nè, nó tự động nó lưu qua giao diện bên đây, giao diện Swap để chúng ta sử dụng sau này cho dễ nhớ trong màu á. Thấy chưa, hai cái này nó liên quan nhau, Color và Swap. Rồi, tiếp theo cái phần này quan trọng là Line, cái chức năng canh lề nè. Cái này chúng ta dùng nhiều lắm bạn. Tôi xóa hết những cái này đi. Tôi ví dụ giả sử như tôi cho một màu đơn sắc bình thường thôi, màu nền đỏ đi. Tôi cho không viền đi nha. Rồi, chỉ tôi cho một cái hình này. Rồi tôi vẽ thêm một cái hình khác nữa. Tôi bật cái này lên để tôi chọn vẽ hai hình khác nhau. Không thôi nó dính hai hình lại nhau. Rồi. Hai hình này giả sử tôi muốn nó canh lề di chuyển bình thường nè. Tôi muốn nó canh lề thì bạn hãy chọn đây, canh lề đó. Canh lề trái, lề phải, lề giữa, trên, dưới hay là đáy nè. Đây. Ta sổ này ra luôn nha, lít ra cho nó sổ ra đâu tiêu, giống như mũi tên rồi. Ê, tôi lít vô đây, tôi lỡ nó, bạn lôi lại đây cho nó hút lại đây. Rồi. Do tôi đang dùng cái này nó che mất tiêu cái giao diện tôi rồi. Đợi, bạn đợi tôi tí. Thật sự giờ tôi lôi cái này ra luôn đi cho bạn dễ thấy, bạn lít vô đây, bạn lôi nó ra luôn. Thấy chưa? Bạn lôi cho nó sổ ra luôn. Rồi, như thế này cho bạn dễ, tôi dễ hướng dẫn các bạn cho dễ thôi. Rồi bạn lưu ý chỗ này trước tiên khi làm nè, là ví dụ như bạn mặc định thì này nó không đánh dấu chắc chỗ này đâu bạn, nghĩa là bạn sẽ canh lề giữa các đối tượng bạn chọn nhau, lưu ý ha, không đánh dấu chắc này. Còn khi bạn đánh dấu chắc này lên thì bạn sẽ canh lề với cái trang giấy nè, canh lề với cái khung này nè bạn, cái khung giấy của người ta nè, canh lề với khung này nè, cái viền của cái khung này, lưu ý chỗ này ha. Như bạn đánh dấu chắc vô thì nó sẽ canh lề theo cái khung giấy chúng ta, còn bạn không đánh dấu chắc vô thì mặc định nó sẽ canh lề giữa hai đối các đối tượng mà người ta đang chọn. Đây trường hợp tôi đang đánh dấu chắc nè, canh trái, canh phải, canh đỉnh hay canh dưới đáy, thấy chưa? Rất là dễ. Tương tự như Photoshop hoặc Illustrator thôi, Illustrator cho dễ, nó giống nhau thôi. Còn đây là phân bố giữa các đối tượng nó đều nhau như thế nào? Khoảng cách giữa nhiều đối tượng bạn nó sẽ đều nhau. Cái này là canh giữa các đối tượng, còn này là khoảng cách giữa các đối tượng. Còn trước đây là đồng bộ giữa kích thước các đối tượng, có nghĩa là các đối tượng nó sẽ bằng chiều ngang hoặc chiều cao gì đó. Tôi ví dụ nha, giả sử như tôi cho cái hình này nhỏ lại đi. Nó cho nó như thế này đi. Rồi. Tôi cho hai cái hình này. Tôi cho hai cái hình này nó sẽ cùng cái chiều rộng nè bạn. Đây, quyết. Thấy chưa? Hai cái hình này nó đã cùng nhau chiều rộng đó. Rồi, ta cho hai hình này nó cùng chiều cao nữa là lít vô đây. Hay nè. Hai cái mà cùng rộng cao thì đồng nghĩa việc là hai hình này nó bằng nhau luôn. Diện tích bằng nhau. Chu vi bằng nhau luôn. Rồi, còn nếu không thì bạn hãy lít một lượt luôn bạn. Lít một lượt cho hai cái nó bằng nhau luôn, rộng bằng cao luôn. Nói gì? Rộng với cao bằng luôn. Lít đây nè bạn. À, thấy chưa? Lít lượt một luôn. Còn này là khoảng cách giữa ngang và dọc, bỏ qua đi. Rồi. Đó là cái trường hợp ta so sánh giữa hai đối tượng, hai canh lề hai đối tượng. Còn các bạn muốn canh lề đối tượng này với cái phần khung viền của ta, hãy sửa tôi cho nè. Đó. Thì tao bật cái này lên. Thì bây giờ nó sẽ làm tất cả so sánh với cái phần trang giấy của ta, cái trang màu trắng bạn nhìn trên màn hình đó. Là sử dụng gì ta sẽ cho cái này nó sẽ canh lề phải, lề trái, ở trên đỉnh hay là ở giữa, thấy chưa? Ở giữa nó đang canh theo cái trang giấy trắng bạn nhìn trên màn hình á. Hay giờ chúng cho cái kích thước nó bằng á, thì theo phương ngang, thấy chưa? Nó bằng với cái phương ngang, theo phương dọc, nó sẽ bằng luôn cái phần nền ta luôn.
tại vì chúng ta đang canh lề với tờ giấy trắng mà, với cái nền giấy trắng ta. Bạn hiểu ha, hình dung được ha. Vậy cái này là rất, cái lít vô giấy check này rất là quan trọng. Chúng ta làm rất là nhiều các bạn. Trường hợp các bạn muốn biến dạng một đối tượng cho nó bằng với cái hình nền đó thì bạn sử dụng cái chức năng này rất là nhiều. Lấy dấu check vô đây. Rồi. À, tới đâu nữa? Ở đây rồi xong, như là chỉ đơn giản như là xong rồi. Chúng ta tới chức năng tiếp theo là align, là canh lề. Transform, transform này cũng bình thường đó bạn, ít sử dụng lắm. Thì khi bạn sử dụng cái chữ quy á, cái chữ quy bạn lít vô đây nè, chữ quy này nè, thì bạn thay đổi gì á thì cái này nó cũng thay đổi theo. Lít lôi đây cho bạn dễ thấy. Thấy chưa? Này. Bạn thay đổi vị trí thì thay đổi theo, thay đổi vị trí đây, transform nè. Thấy chưa? Theo phương ngang, phương dọc nè. Xoay bao nhiêu độ nè. Xu nghiêng nè. Đó, này là xoay 3D, thay đổi 3D, lật ngang, lật dọc. Lật ngang, lật dọc nè bạn. Rồi, reset lại. Cái này transform là thao tác biến đổi biến dạng đối tượng thay transform đây. Phần mềm nào cũng có, phần mềm Corel, Illustrator đều có thông tin, các mẫu chuyển động, cò vẽ, rớt là bạn thư viện cò vẽ, cái độ sâu trường ảnh là cái này, là cái này nè, cái này tôi sẽ nói sao. Cò rớt không, cò rớt thì bạn sẽ lít đây, nó sẽ có nhiều cái mẫu cỏ lắm mà, thư viện cỏ mà, tương tự như Photoshop nè. Lít vô đây bạn sẽ thấy mũi tên nè, những nét vẽ nghệ thuật nè bạn, những nét vẽ trang trí. Like à, không biết thì chúng ta cứ click vào thôi. Những cái mẫu trang trí decorate vector bat thì bạn sử dụng cầu rớt thì bạn sẽ thấy nó thôi. Và chỉ tôi sẽ chọn lại cái nào, tôi click cái này, chúng ta thường hay vẽ đám mây nè bạn, chọn này. Tôi sử dụng cầu rớt nha, vẽ. Không, xin lỗi, bạn phải nhấp đôi chuột trái vào, nhấp đôi trái vào, nó. Rồi bạn vẽ thì nó mới ra. Nhiều khi nó không ra thì do cái nét vẽ của bạn nó nhỏ quá, bạn phải chỉnh lại. Nhấp đôi chuột trái vô đây, dùng cọ rớt thử có cái gì đó nó sai sai ở đây. Rồi nãy tôi biết là tôi nhầm chỗ nào rồi, là cái cọ rớt trong đây nó có nhiều cọ bạn. Một là cái cọ rớt bình thường nè, là chữ Lazy Brush, là chữ B để chúng ta vẽ tô màu hay gì đó, thường người ta tô màu. Hoặc là bạn hãy sử dụng cái cọ này để tô màu cọ nước nè bạn, cái tên nó hơi khác tí, dễ lộn lắm. Lazy Brush là cọ nước nè. Nó thì đó chỉ là vẽ thường thôi, còn cái cỏ mà chúng ta phải tùy chỉnh mà cái thư viện này nghệ thuật á thì bạn phải dùng cái cỏ kế bên này. Cỏ này có tên là Paintbrush. Bạn thấy chưa? Cái cỏ này là cái thư viện library nãy tôi nói các bạn ở đây nè, library brush, brush library. Đó. Thì bạn chọn cái nào thì bạn nhấp đôi chuột trái vào thì nó sẽ chuyển cho chúng ta cái loại cỏ vẽ đó. Hoặc là bạn chỉnh trong đây cũng được, style này kiểu nè. Nó chọn kiểu nào đó tùy các bạn. Độ rộng, độ dày nè. Đó thì bạn vẽ thì nó ra thôi. Do cái đường dày nó, bạn cho nó to lên, nó vậy thôi, bạn cho to lên thì nó sẽ dày lên thôi. Đây là smooth, nó mềm mượt. Rồi đường thẳng hay đường cong nè. Rồi vậy thôi, mà thấy chưa, dễ mà. Rồi là chúng ta đã xong được những cái phần mà hộp panel bên tay phải này, nó hỗ trợ chúng ta thêm là những cái trong cái phần window đây. Mà chúng ta chỉ tập trung một số cái quan trọng thôi, là thứ nhất là những cái này thì mặc định nó đã có rồi, thuộc tính tool timeline, những cái này mặc định có rồi. Mà những cái quan trọng ta cần thêm nữa, ta thêm cái này là align, color, swap, transform, library thì cũng mặc định có rồi, library đây, brush library. Rồi chỉ vậy thôi. Rồi ta kết thúc video này tại đây đi. Quay đồ sau ta sẽ tìm hiểu thêm cái phần timeline dưới đây nữa. Timeline đây có những cái gì, nhiều thứ để nói lắm, để tạo chuyển động mà. Tôi là Tú Phan, đã dẫn các bạn trên trang web là phankintu.com. Hẹn gặp lại các bạn.